Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thành Người DE. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình AdRoad của dự án Zubitcoin. Đây là một dự án AdRoad xây dựng trên nền tảng mạng Solana. Solana thì gần đây đã có những cái đợt phục hồi rất mạnh mẽ và hứa hẹn vẫn là trong một trong những nền tảng mà IDO hàng đầu trong một uptrend sắp tới. Tham gia vào dự án Zubitcoin hôm nay chúng ta sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút Start để share report. Tiếp theo chúng ta nút Continue và tài khoản CAPTCHA. Các bạn được join vào group Telegram channel như đầu tiên. Follow Twitter, retweet pin post. Tiếp theo chúng ta là nút Don. Ấn một lần nút Don nữa xác nhận. Mở phần profile ra để copy phần username nghe tên ta. Đây. Cho vào cái group 6 này. Tiếp theo chúng ta mở cái Twitter group 6 này. Các bạn like và retweet. Chọn đôn. Thì chỉ ví Solana, chúng ta dùng ví Solana. Chúng ta vào lục. Chúng ta copy phần địa chỉ ví, sorry anh em, chúng ta dùng ví Phantom, chúng ta copy phần địa chỉ ví Phantom anh em nhé. Các bạn có thể dùng ví Chất Wallet cũng được nhé, Chất Wallet thế này cũng đã hỗ trợ một Solana rồi. Bây giờ các bạn sẽ copy phần link dev, các bạn có thể chia sẻ đến người dùng để các bạn có thể có cơ hội nhận thêm những token. Ok rồi, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Zubitcoin, một dự án xây dựng trên nền tảng Solana. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.